mọi người đều biết rằng bữa sáng rất quan trọng. Tuy nhiên, nhiều người trong chúng ta vẫn thường xuyên bỏ qua bữa sáng vì nghĩ rằng cơ thể vẫn được cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng ở hai bữa còn lại trong ngày. Nhưng thực tế thì không phải vậy. Để hiểu rõ thêm về điều này, trong video này chúng ta cùng tìm hiểu về 12 tác hại không ngờ của việc bỏ bữa sáng. 1. Mất cân bằng dinh dưỡng. Sau một giấc ngủ đêm, hầu hết lượng thức ăn nạp vào hôm trước đã được tiêu hóa hết. Buổi sáng là lúc chỉ số đường huyết đang thấp, nên cần được bổ sung dưỡng chất để làm tăng lượng đường trong máu. Nếu không ăn sáng, cơ thể sẽ lấy năng lượng của cơ bắp và gan để sử dụng. Khi đó, cơ thể sẽ có biểu hiện mệt mỏi, tứ chi tê bì. Hơn nữa, khi không được cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cần thiết, cơ thể sẽ phải sử dụng đường glucose dự trữ. Lâu dần, lượng glucose dự trữ hao hụt sẽ khiến cho tim và các tế bào não hoạt động không hiệu quả, dẫn đến chóng mặt, đau đầu, tim đập nhanh. Nếu không xử lý kịp, có thể gây nguy hiểm cho tim và não bộ. Bên cạnh đó, việc bỏ bữa sáng sẽ khiến bạn cảm thấy đói cồn cào, tụt huyết áp vào khoảng 10 giờ sáng. Điều này gây nên những tổn thương nghiêm trọng cho hệ tiêu hóa. 2. Ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc. Khi bạn bỏ bữa sáng, sự cân bằng trong cơ thể sẽ bị ảnh hưởng. Lượng đường trong máu sẽ rơi tự do và kéo theo khả năng suy nghĩ tỉnh táo của bạn. Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết, não bộ hoạt động chủ yếu nhờ vào đường glucose. Nếu không có đủ đường trong máu để làm năng lượng, não sẽ không thể hoạt động bình thường được. Bạn sẽ mất khả năng tập trung và rất khó để hoàn thành công việc. Như đã nói ở trên, nếu bỏ bữa sáng, đến khoảng 10 giờ bạn sẽ cảm thấy đói, hoa mắt, chóng mặt. Lúc này, não bộ cũng rơi vào trạng thái kiệt sức nên không thể đưa ra được nhiều ý tưởng hay ho. Với những người lao động chân tay hoặc phải di chuyển nhiều, bụng đói sẽ khiến cơ thể rã rời, làm việc nhanh mệt. Nếu tình trạng này kéo dài, có thể gây ngất xỉu khi làm việc quá sức. 3. Đau dạ dày. Ở video đồng hồ sinh học trước, chúng ta đã biết khoảng 7 giờ sáng, dạ dày sẽ tiết ra dịch vị là các enzyme tiêu hóa, axit dạ dày. Nếu không có thực phẩm vào sẽ khiến dịch vị dạ dày không có chỗ dùng. Lúc ấy, chúng sẽ tấn công dạ dày của bạn, dẫn đến tình trạng viêm loét dạ dày, rối loạn tiêu hóa và gây ra tình trạng táo bón, đầy hơi, rồi dần dần gây viêm dạ dày mãn tính. 4. Béo phì. Đây là một trong những tác hại của việc bỏ bữa sáng mà không phải ai cũng biết. Nhiều người cho rằng bớt ăn sáng, cơ thể sẽ bớt nạp năng lượng, giúp ngăn ngừa béo phì. Tuy nhiên, thực tế lại không phải như vậy. Bỏ ăn sáng sẽ khiến các hormone tự nhiên như leptin và ghrelin, là hai hormone giúp kiểm soát cơn đói và thông báo khi cơ thể đã no, bị suy yếu dần và không thể hoạt động tốt như trước. Đây là lý do khiến bạn sẽ ăn quá nhiều vào bữa ăn tiếp theo. Sau bữa tối, cơ thể ít hoạt động, thức ăn không tiêu hóa hết, làm cho lượng mỡ tích tụ ngày càng nhiều. Bên cạnh đó, nhịn ăn sáng cũng khiến bạn mệt mỏi, không đủ sức lực để thực hiện các hoạt động thể chất. Tất cả điều này đều làm tăng cân và là nguyên nhân gây béo phì. 5. Suy giảm miễn dịch. Thời gian nhịn ăn gây ra một số thiệt hại cho tế bào. Việc bỏ bữa sáng sẽ khiến bạn cảm thấy đói cồn cào. Điều này gây nên những tổn thương nghiêm trọng cho hệ tiêu hóa, dần dần làm suy giảm hệ miễn dịch của cơ thể. Do đó, cơ thể cần được cung cấp thức ăn thường xuyên để giúp tế bào miễn dịch khỏe mạnh, hạn chế nhiễm trùng và chống lại các tác nhân gây bệnh. 6. Mệt mỏi, cáu gắt. Khi bạn bỏ bữa sáng, sự cân bằng trong cơ thể sẽ bị ảnh hưởng. Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết, não bộ hoạt động chủ yếu nhờ vào đường glucose. Nếu không có đủ đường trong máu để làm năng lượng, não sẽ không thể hoạt động bình thường. Bạn sẽ mất khả năng tập trung, phản ứng chậm chạp. Khi đó, ngay cả tâm trạng của bạn cũng ảnh hưởng, mệt mỏi và cáu gắt. Bạn sẽ luôn có cảm giác bồn chồn, bứt rứt và mất khả năng bao quát. Sự sản xuất nhiều hormone stress này sẽ tạo nên những cơn nổi đóa bất ngờ và những khoảng thời gian rối loạn tâm lý. Não thiếu nhiên liệu như glucose sẽ giảm hoạt động của tế bào não, khiến bạn cảm thấy đau đầu và chóng mặt. Đây là cách cơ thể yêu cầu bạn cung cấp thêm năng lượng cho nó. 7. Dễ mắc các bệnh mãn tính. Bắt đầu công việc trong tình trạng đói mềm. Để có sức lực, cơ thể phải huy động các tuyến như tuyến giáp, tuyến cận giáp, tuyến yên hoạt động để tạo ra năng lượng. Khi các tuyến này hoạt động thái quá, nó có thể tạo ra nhiều axit dẫn tới các bệnh mãn tính. 8. Tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Ở trạng thái bình thường, hormone sinh trưởng và hormone tuyến thượng thận
thường sẽ bắt đầu tiết vào nửa đêm, đạt tối đa vào sáng sớm, sau đó giảm dần rồi lại đạt tối đa vào buổi chiều. Nếu hormone tiết càng nhiều thì lượng insulin cũng tiết ra càng nhiều. Trong đó, insulin có tác dụng điều hòa lượng đường trong máu. Nếu không ăn sáng để cung cấp lượng đường thiếu hụt sau một đêm, thì số insulin tiết ra sẽ bị thừa, gây hạ đường huyết. Nếu để lâu sẽ làm cho cơ thể kháng insulin, dẫn đến bệnh tiểu đường type 2. 9. Huyết áp, tim mạch. Bỏ bữa sáng sẽ làm giảm lượng đường hấp thụ và phải giải phóng các kích thích tố để bù đắp lại lượng đường thấp trong cơ thể. Điều này có thể làm tăng huyết áp, gây đau đầu và chứng đau nửa đầu. Theo nghiên cứu, nhịn ăn sáng có thể làm tăng nguy cơ các bệnh tim mạch mãn tính, bao gồm cả đột quỵ. 10. Sỏi mật. Nếu không ăn sáng, dịch mật tiết ra sẽ không có thức ăn để tiêu hóa, dịch sẽ ở trong túi mật lâu hơn. Tình trạng này kéo dài, dịch mật sẽ tích tụ trong túi mật và đường ruột. Cholesterol từ trong mật tiết ra sẽ dễ hình thành nên sỏi mật. 11. Giảm cơ bắp. Khi bạn bỏ bữa, cơ thể sẽ kích thích giải phóng năng lượng dự trữ, bao gồm cả phân hủy khối lượng cơ bắp để có năng lượng tức thì. Nguyên nhân là do cơ thể nhận thức khoảng thời gian nhịn ăn tăng thêm này, sau khi nhịn ăn cả đêm, chính là trạng thái đói và bắt đầu tự ăn chính mình để giải quyết cơn đói. Bên cạnh đó, các chức năng không thiết yếu của cơ thể như xây dựng xương và trí nhớ sẽ bị suy giảm. Quá trình này không còn làm giải phóng endorphin, một loại chất giảm đau tự nhiên giúp che giấu cảm giác khó chịu. Do đó, cho dù bạn cảm thấy vẫn bình thường khi không ăn sáng, thực chất cơ thể đang phải cố gắng xoay sở để duy trì hoạt động và cơ thể đang yếu dần. 12. Nhanh lão hóa. Không ăn sáng, cơ thể buộc phải huy động lượng đường và protein dự trữ sẵn để hoạt động, làm cho bề mặt của lớp da bị khô, rám, mất dinh dưỡng. Do vậy, dễ xuất hiện nếp nhăn nhất là ở vùng mắt và mặt. Ngoài ra, bữa sáng là bữa ăn quan trọng trong ngày và có vai trò thúc đẩy chân tóc mọc thêm. Vì vậy, muốn sở hữu một mái tóc khỏe, không gãy rụng, hãy đảm bảo bữa sáng giàu protein mỗi ngày. 13. Rối loạn chu kỳ kinh nguyệt ở phụ nữ. Việc bỏ bữa sáng thường xuyên gây rối loạn nội tiết. Nữ giới có thói quen không ăn sáng dễ gặp tình trạng kinh nguyệt bất thường, bao gồm cả đau bụng kinh, kinh nguyệt ra không đều và có thể bị mất một hoặc vài kỳ kinh. Hy vọng rằng 13 tác hại kể trên sẽ làm chúng ta coi trọng việc ăn sáng đều đặn mỗi ngày. Để ủng hộ kênh, hãy bấm đăng ký và bật chuông thông báo cho các video tiếp theo.